Hackathon P-Network, 5 tiêu chuẩn vàng Pico Team yêu cầu. Xin chào bạn, chào tất cả anh em Pico thủ. Tiếp nối chuỗi chủ đề về kỳ thi Hackathon trên P-Network, hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện video này để cùng tất cả anh em Pico thủ tìm hiểu chuyên sâu hơn các tiêu chí vàng mà Pico Team đã đặt ra để định hướng cho các dự án tham gia dự thi. Chỉ có 5 tiêu chí quan trọng nhất đã được Pico Team chọn ra, và bất kỳ dự án nào muốn tiến sâu hơn trong cuộc thi năm nay thì chắc chắn phải đáp ứng các tiêu chí ấy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau review lại top các tiêu chuẩn vàng mà Pico Team đã đặt ra để truy tìm kỳ lân cho hệ sinh thái của P-Network khi dự án tiến vào mainnet. Mời các anh em P thủ tiếp tục theo dõi nội dung ngay sau đây. Xin lưu ý, chúng tôi mời các pioneer hãy tạo ngay tài khoản trên nền tảng của CryptoLeagueVN.com. Tại đây, bạn có thể điểm danh, tuyển rep và xem video để đào được các token CLV trong hệ sinh thái của CryptoLeagueVN. Trong tương lai, token CLV hứa hẹn sẽ đem lại nhiều giá trị thực tiễn cho người dùng. 1. Tính hữu ích. Ứng dụng hay dự án phải giải quyết nhu cầu cụ thể của người dùng hoặc hệ sinh thái, có thể là giải trí, xã hội, tài chính, tiện ích hoặc bất kỳ nội dung gì mà bạn nghĩ là nó thực sự hữu dụng. 2. Tích hợp được Pi. Nếu không thể tích hợp được Pi thì khá là không liên quan đến Pi Network rồi phải không các Pi thủ? Pi có team luôn tìm kiếm những ứng dụng đột phá và sáng tạo mà nó phải liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử Pi Coin. Cụ thể hơn, Pi Coin có thể được sử dụng làm giải pháp thanh toán, trả lương, phần thưởng và đặc biệt là các ứng dụng DeFi. 3. Trải nghiệm người dùng. Khả năng tiếp cận người dùng một cách hiệu quả là giá trị cốt lõi của Pi Network. Để đạt được trạng thái dễ dàng truy cập cho tất cả mọi người, Pico Team cũng muốn các ứng dụng có thể dễ dàng truy cập và thân thiện với người dùng nhất có thể. Thiết kế và giao diện ứng dụng phải được trình bày rõ ràng và hợp lý để một người bình thường nhất cũng có thể sử dụng được. Hơn hết, ứng dụng cần được ưu tiên để sử dụng trên thiết bị di động. 4. Kỹ năng lập trình. Yếu tố này đánh mạnh vào khả năng của các lập trình viên trong dự án. Pico Team yêu cầu tính năng cốt lõi của dự án phải hoạt động được và không có lỗi lớn xảy ra, đặc biệt là các lỗi khi thực hiện giao dịch. Ngoài ra, các lỗi nhỏ có thể chấp nhận được nếu chúng không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng tính năng chính hoặc chính sách bảo mật của Pi Network. 5. An toàn dữ liệu. Pico Team rất coi trọng quyền riêng tư của người dùng. Việc thu thập dữ liệu chỉ được thực hiện nếu điều đó là cần thiết đối với chức năng cốt lõi của ứng dụng. Điều quan trọng hơn hết, tính năng thu thập thông tin bắt buộc phải tuân thủ điều khoản và nguyên tắc dành cho nhà phát triển Pi Network. Ví dụ như, có thể giữ ví public của người dùng nhưng tuyệt đối không được khai thác ví private. Và đó là top 5 những tiêu chuẩn vàng mà Pico Team đã đặt ra cho các dự án. Có thể thấy, để tham gia vào Hackathon rõ ràng không phải là điều dễ dàng và nó không dành cho tất cả mọi người. Ngoài ý tưởng tốt, nhân sự đủ, đội lập trình chuyên nghiệp, đi đúng hướng và đáp ứng tốt các tiêu chí do Pico Team đặt ra thì dự án mới có thể cạnh tranh tốt được. Theo bạn thì đâu sẽ là tiêu chí khó nhằn nhất trong số 5 tiêu chí mà chúng tôi review bên trên? Hãy để lại comment ngay bên dưới để thảo luận cùng cộng đồng Pioneer. Khi muốn tìm kiếm một kênh thông tin liên tục cập nhật về P-Network, bạn cũng có thể tham gia vào channel Telegram và group Facebook của cộng đồng CryptoLeagueVN. Chúng tôi chia sẻ rất nhiều tin nhanh về P-Network và tín hiệu giao dịch tại các mạng xã hội này. Link tham gia sẽ nằm ngay bên dưới phần mô tả video. Nếu thấy hữu ích, các bạn hãy subscribe, like và share để lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án Pi Network và giao dịch an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.